Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Võ Thị Sáu. Cái hướng này chúng ta đang tiến về ngã tư Vincom, ngã tư Lạc Cường. Hôm nay là thứ ba, nó rơi vào ngày bao nhiêu tháng 3 rồi cũng không nhớ nữa. Mấy hôm nay bận rộn công việc quá, cũng không đi ra ngoài đường được để cập nhật tình hình cho quý vị xem. Hôm nay sắp xếp thời gian lại tiếp tục lang thang Biên Hòa nha quý vị nha. Nói thật quý vị là Phú không nhớ ngày, Phú chỉ nhớ hôm nay là thứ ba thôi. Thì có gì nó lát nữa về Phú biên tập lại cái video này thì Phú sẽ ghi ngày dưới quý vị coi ha. Bây giờ là khoảng hơn 8 giờ sáng nha quý vị. Hôm nay thời tiết khá là đẹp luôn, trời nắng trong xanh tuyệt vời. Nay Phú đưa quý vị lang thang khu vực chỗ này, cập nhật tình hình, chia sẻ quý vị ha. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Cái đoạn chỗ này là cái đoạn gọi là các quán ăn nhậu ở trên con đường Võ Thị Sáu này quý vị. Nhưng mà cái giờ này là ban ngày cho nên là chả quán nào bán đâu. Thực ra thì đi trên cái đoạn đường chỗ này á, là cũng muốn đưa quý vị đi vào cái con đường ở phúc chỗ này, là chúng ta đi qua bên làng gỏi cá Tân Mai, cũng như là đưa quý vị lòng vòng Tân Mai, cho quý vị thăm lại Tân Mai. Cũng lâu rồi cũng chưa qua ăn đây mà có nhiều cô chú nói Phú quá trời luôn, kêu bữa nào rảnh thì nhớ qua bên đó để cập nhật cho cô chú xem. Đây là hôm nay sẽ đi cái đường này quý vị. Đây, cái chỗ này là quý vị thấy người ta rào cái này lại, đang có những cái dự án ở đây, khu chung cư rồi thế này thế kia đủ thứ các kiểu. Bao nhiêu lần làm dự án rồi, bao nhiêu lần hủy bỏ, bao nhiêu lần bán dự án vẫn chưa xong. Đây, ngay chỗ này có cái hẻm đây quý vị. Cái chỗ này là du lịch sinh thái làng bè. Phú sẽ đi vào cái đường này nha quý vị. Có rất là nhiều cái đường đi, thì Phú chọn cái đường này. Thì cái đường này nó thoáng. Thì ở Biên Hòa cứ nhắc đến cá, gọi cá là mọi người sẽ gọi tên Tân Mai ngay. Đây là gọi là đặc sản, các món ăn về gỏi cá luôn. Thì như quý vị cũng biết là ở khu vực chỗ này ấy, là chúng ta đi sát vào bên trong thì nó là sát cái bờ sông rồi. Cho nên ở đây người ta có một cái làng bè, có những cái nhà hàng nổi trên sông, và chúng ta chỉ cần băng qua con sông thôi là quý vị sẽ đi qua bên Cù Lao Phố Biên Hòa, ở khu vực chùa Bà Trầu, chùa Mẹ Trầu đó. Phú đã quay rất là nhiều video ở đây rồi. Đây là quý vị thấy không, làng bè, quán lạ, câu cá bờ kè, phục vụ nước giải khát, giữ xe. Ở trong này là sát ở bờ sông mà, nào sông nước đó. Đây là quán lạ này, làng bè. Thì đợt trước Phú có vào đây, Phú quay rồi cho nên là Phú sẽ không có vào nữa. Phú đi vòng vòng ở trên con đường ở đây thôi, cập nhật cho quý vị xem nha. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Mùa này dịch bệnh cho nên là cũng ít người lui tới những cái quán ăn như thế này. Đường xa cũng vắng vẻ. Ngay khúc chỗ này thì có cái đình ngay đây này quý vị. Ở đình sát với bờ sông. Chúng ta đi qua cây cầu ở ngay chỗ Rạch Thúi, rồi đi qua nghĩa trang Tân Mai 2. Ngay chỗ này có cái đình này quý vị. Trong đây có cái đình đây này. Đình rồi đi ra bờ sông. Đây quý vị, chỗ này là đình đây. Đình như là đóng cửa. Đúng rồi. Đây là đình thần Tân Mai nha quý vị. Đình thần Tân Mai ở đây thì đang đóng cửa, không có mở cửa. Muốn tiếp cận với bờ sông thì đi vào mấy cái quán làng bè, tiếp cận bờ sông.
Còn không thì chúng ta sẽ đi qua nhà thờ giáo họ Phêrô của giáo xứ Tân Mai bên khu phố 6. Đây là cây cầu rạch gió này, cầu rạch gió bắc ngang qua cái rạch Thúi. Rạch Thúi gọi rạch gió, nước đen thui. Đây, quý vị nhìn đây. À, đứng trên cầu chúng ta nhìn xuống, quý vị thấy bên kia là chúng ta ra cửa sông Cái đó. Hôm nay nước cạn nhiều rồi quý vị. À, nước cạn nhiều đen thui, đứng đây hôi rinh quý vị. Đứng đây hôi rinh luôn á. Hôi sợ luôn. Đó, đi ra sông Cái nha quý vị. Thì ngay chỗ này ấy, những cái hôm mà nước lớn thì có thấy là ghe người ta chạy từ trong này người ta chạy ra ngoài sông Cái này. Còn hôm nay nước ít này chắc không chạy được đâu. Còn bên phía bên này là nghĩa trang 2 giáo xứ Tân Mai này quý vị. Đó. Rồi, bây giờ Phúc sẽ đi tiếp nha. Đó, là đây trên cây cầu. Cầu Rạch Thúi. Cầu Rạch Thúi có tên là cầu Rạch Gió. Nghĩa trang 2 giáo xứ Tân Mai, có đài Đức Mẹ La Vang ở trong này. Bà con thường hay lui tới đây để đọc kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Đây là quý vị, đây là nghĩa trang 2 giáo xứ Tân Mai đây nè. Đó, có cây hoa bọ cạp vàng đây rất là đẹp. Đây quý vị. Tôi sẽ đi lên trên đây một đoạn và đi vào con đường ở bên khu phố 6, đưa quý vị đi qua bên khu nhà thờ giáo họ Phêrô. Mới một thời gian ngắn không đi vào trong đây mà thấy cũng lạ lạ quý vị. Đi thẳng đường này là chúng ta lên nghĩa trang 1 giáo xứ Tân Mai, rồi nhà thờ giáo xứ Tân Mai quý vị ha. Ở trong này thì có quán gỏi cá Kim Yến rất là nổi tiếng. Đây, cứ đi vào cái đường này đi. Đường này, cái hẻm này là chúng ta sẽ đi qua bên khu vực nhà thờ giáo họ cũng như là làng bè. Ta cứ đi thẳng cái đường này quý vị ha, chỉ có một đường duy nhất thôi. Đấy, cứ chạy thẳng đường này vô thôi. Đi vào những cái nơi này thấy cuộc sống rất là yên bình và trong lành quý vị. Cây xanh rất là mát. Chúng ta sắp sửa đến khu vực nhà thờ giáo họ rồi. Cái đường nó hơi lòng vòng ấy ha. Đi nhiều thì thuộc đường thôi chứ còn cái đường nó lòng vòng lắm. Đấy, chúng ta sẽ đi qua một cái cây cầu bắc ngang qua cái rạch Thúi. Ôi rạch Thúi hôm nay nó cạn nước rồi, thấy ghê quá. Đấy, thấy không? Kinh khủng. Đấy, ôi giời ơi rạch Thúi, Thúi ơi là Thúi. Đây là nhà thờ giáo họ của giáo xứ Tân Mai, giáo họ Phêrô. Đây quý vị. Nhà thờ đóng cửa. Ồ, hôm nay ở đây cái hành lang này đẹp rồi này quý vị. Đây là nhà thờ giáo họ ông Thánh Phêrô. Đây quý vị. Thuộc giáo xứ Tân Mai quý vị ha. Đấy, phía trên này quý vị thấy có bức tượng lớn của ông Thánh Phêrô này. Phêrô là đá. Hình như bức tượng vừa mới được sơn lại. Rất là mới và đẹp luôn. Có vẻ như là phía trước nhà thờ mới sơn lại. Bên kia tháp chuông. Đây là bờ sông đây này quý vị. Đây bờ sông. Bờ sông này hôm nay Phú đi qua đây có thấy là người ta làm cái bờ kè này rất là đẹp này. Có hành lang che chắn lại luôn. Đây là cái đường để người ta đi xuống dưới sông này. Bến ghe.
ghe và đậu ở đây. Sông hôm nay cạn nước quá trời luôn này. Đó, rất là cạn luôn. Đấy, mọi khi là nước nó vô tới đây luôn quý vị. Hôm nay là người ta xây cái bờ kè này khá là dài luôn rồi. Đấy, quý vị nhìn thấy bên làng bè nước cạn quá trời luôn. Đó, làng bè đấy, người ta nuôi cá ở đây. Nhà hàng nổi đủ thứ. Bên phía bên kia sông chính là chùa Bà Trầu đó quý vị. Chùa Bà Trầu, chùa Mẹ Trầu ở bên Cù Lao Phố đó. Đó, thấy không? Đây, còn đây là chúng ta sẽ có cái cầu này, bắc ngang qua. Chúng ta đi thẳng xuống là xuống tới cái đình Tân Mai hôm nãy quý vị. Nhưng mà chỗ này là cái bậc, chúng ta không chạy xe lên được. Đây, cái bậc đi lên như này không chạy xe xuống được. Đây này, đó, những cái rạch chạy ở đây. Cầu này người ta làm hành lang bằng sắt rất là chắc chắn. Để cho mọi người đi trên này thì an toàn, phải lo vậy quý vị. Đó, rất là đẹp quý vị ơi, đẹp lắm. Từ nhà thờ giáo họ Phêrô cũng đi thẳng cái bờ kè luôn nha quý vị. Ta sẽ đi qua cây cầu. À, đây là bờ kè. Thì Phú có nghe thông tin là cái bờ kè này sẽ làm kéo dài từ bờ kè ở đường Nguyễn Văn Trị á, công viên Nguyễn Văn Trị kéo dài ra tới sông Đồng Nai luôn quý vị. À, tới cầu Đồng Nai. À, quý vị nhìn này. Này nước cạn quá trời luôn. Đó, bờ kè người ta làm sát đây nè. Đại Phú sẽ đi thẳng bờ kè này luôn nha quý vị. Để xem là hôm nay bờ kè đi được tới đâu rồi.
đổi ở đây là người dân người ta mở những cái quán ăn, quán gỏi cá ở đây. Cô nói là Tân Mai này là chung về gỏi cá luôn. Buổi tối là những cái quán ở đây rất là mát đấy quý vị, ngồi ngay bờ kè mát lắm, ngay bờ sông gió nó thổi, nước nó bốc lên mát rượi. Có điều là cũng nghĩ chắc cái nước này cho nó hôi lắm, tại nước đen thui. Đây quý vị, hoa vàng đẹp quá. Đây quán xá người ta bán này. Sẽ đi thẳng cái đường này nha quý vị. Ồ, đây tới đây là tới cái cầu rồi nè, biết lên cầu được không nữa. Cái này lên cầu được không nhờ cô nhờ? Dạ dạ. Đây quý vị, tôi chạy ra sát bờ kè này, thì lên cây cầu quay quý vị coi. Tôi thấy là các thuyền ghe người ta đậu sát đây rồi. Đấy, cây cầu vẫn chưa có làm hàng rào nha quý vị. Đó, đứng ở đây quý vị coi này. Đấy, thì mấy lần trước Phú đi tới đây, Phú quay quý vị ấy, là chưa có lên cầu được. Đó, cầu này người ta chưa có làm cái hàng rào. Đi qua bờ kè cho quý vị coi nè. Thôi, cái cầu này là có cái bậc nha quý vị, không phải chạy xe được đâu. Ồ, cái đây mới có đám tiệc gì đây xong nè, vẫn còn sân khấu luôn. Đấy. Thì đầu của cái bờ kè này là ngay chỗ bến phà Long Triển đấy quý vị. Bến phà Long Triển đi từ Cù Lao qua á. Cà phê bờ kè, cà phê bờ kè. Đấy, cái đường đi này các bạn thấy không? Đó. Bên phần đất bên kia chính là đất Cù Lao đó các vị nha. Phần đất Cù Lao đó. Cái này mốt làm xong hết thì đẹp lắm. Ai nào biết đi qua được không? À, ở đây người ta đang đấu dây điện rồi. Dây điện này. Băng qua dây điện luôn. Ghê quá. Đấy, người ta đang đi dây điện này quý vị. Đấy, đang đi cắp điện này. Cắp điện để bắt bóng đèn ở đây. À, mốt làm cái bờ kè ở đây đẹp tuyệt vời luôn. Ý như bờ kè ở ngay chỗ đường Nguyễn Văn Trị quý vị ha. Công viên Nguyễn Trị ở ngay khúc dưới Biên Hòa đó, chợ Biên Hòa đó. Đúng rồi, cái này ra ngay chỗ bến phà Long Triển là hết đường. Đó, quý vị nhìn lên đất Cù Lao kìa. Đấy, lâu lâu là người ta làm một cái đường đi lên, dưới sông đi lên như này nè quý vị, cho bà con ta đi lên, đi lên đi xuống sông. Mốt ở đây lại là một cái địa điểm để bà con thả cá phóng sinh nữa. Đấy, bên này nhà hàng lớn nó chờ nè. Đấy, bên phà Long Triển vừa mới rời bến quý vị. Này không biết chạy ra được không, nếu chạy ra được là Phú chạy ra ngoài ngay chỗ Bùi Hiệp luôn quý vị. Đây quý vị nhìn này. Đó, đây là kết thúc bờ kè rồi. Đó, không biết là sau này người ta có làm bờ kè ra đó nữa hay không. Còn bây giờ là kết thúc bờ kè rồi. Đó, quý vị nhìn kìa. Đó, phà Long Triển người ta đang đi qua bên kia. Đó, bên đó là đất Cù Lao. Rất là mát mẻ và yên bình. Đây, như đây có đường này. Phú chạy ra ngoài luôn nhá. Đây quý vị, đi ké cái đường bên nhà hàng đi.
che đường bên nhà hàng. Che đường bên nhà hàng là chúng ta đi qua bên Bùi Hiệp. Đúng rồi. Ta che đường nhà hàng. Đi ra chúng ta sẽ đi ra ngay chỗ giáo xứ Bùi Hiệp nha quý vị. Thì thay vì là đi bên Phạm Long Chiển ra ngay đây này thì chúng ta đi ra đây luôn. Ok, vậy là bây giờ đường xá đi lại khá là thuận tiện quý vị ạ. Sau này mà khi mà người ta làm cái chỗ cây cầu đó, người ta làm cái hàng rào hai bên cho nó an toàn thì đi lại khá là thuận tiện, tuyệt vời. À, hôm nay cũng đưa quý vị đi dạo một vòng vậy. Đúng lý là đưa quý vị đi dạo vòng Tân Mai cơ. Nhưng mà tiện thể cái bờ kè người ta làm xong rồi, đưa quý vị đi luôn tham quan cũng như là xem là tình hình như thế nào quý vị ha. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhá. Nhiều khi không định đi vào đấy nhưng mà thấy nó hay, nó đẹp thì lại dắt quý vị đi. Đấy, nhiều người nói Phú là quay cái video nó bị lạc đề quá, tiêu đề thì bảo là Tân Mai mà tiện lại cái dắt đi lung tung đó, thì nó phát sinh như vậy quý vị ạ. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ có những trải nghiệm vui vẻ hơn quý vị ha, bất ngờ như thế nó vui vẻ hơn. Đây là ra thẳng ngay chỗ giáo xứ Bùi Hiệp. Chúng ta ra ngay chỗ đường Phạm Văn Thuận đó quý vị, ngay cổng nhà thờ giáo xứ Bùi Hiệp luôn. Thì cái video này Phúc xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an cho giai đoạn này quý vị nhé.